Tiếp theo em sẽ sử dụng cái cục pin 10 cell và lắp trên cái con máy khoan bê tông pin 3 chức năng này, và em sẽ trực tiếp test trên cái viên đá khối các bác nhé. Đấy, viên đá khối này thì nó sẽ cứng hơn cái loại bê tông rất nhiều. Đấy, giờ sẽ test cho các bác xem. Đấy các bác thấy không? Đấy, nó độ nó ghi nó mút như vậy. Đấy, nhưng mà máy vẫn chạy ngon lành cành đào các bác nhá. Hello các bác nhá. Bây giờ em sẽ sử dụng cái cục pin Akuza loại 15 cell và nó sử dụng cái chân pin phổ thông này nhá. Đấy, em sẽ trực tiếp em test cho các bác xem. Đấy, trên con máy mài này nhá. Đấy, em sẽ cắt cái cây sắt phi 18. Các bác nhá. Thấy chưa? Ngọt chưa? Tiếp phát nữa các bác nhá. Tiếp phát nữa cho các bác xem. Đấy các bác thấy không? Ngọt như mía lùi luôn nhá, ngọt dã man. Hello, xin mến chào toàn thể các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với cả kênh YouTube Cu Bờm TV Điện Máy Trang Huê. Hôm nay thì em xin phép giới thiệu đến toàn thể các bác ba cái dòng sản phẩm cực kỳ mới và vừa mới cập bến của nhà em các bác nhé. Thì hôm qua hàng nó về hơi muộn một chút, thế cho nên là hôm nay em mới lên clip để giới thiệu cho toàn thể các bác được. Đấy, thì hiện tại trước mắt các bác đây là ba cái dòng sản phẩm mới của Akuza các bác nhé. Thì đây là cái dòng sản phẩm hàng chính hãng của Akuza. Đấy, sản xuất theo dây chuyền công nghệ của Nhật. Đấy, và nó là dòng sản phẩm hàng chính hãng, cho nên là các bác cực kỳ yên tâm nhé. Đấy, thì đầu tiên em muốn giới thiệu đến toàn thể các bác đó là một cái sạc. Đấy, cái sạc bàn của Akuza. Đấy, các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, thương hiệu Akuza này. Đấy, trên cái vỉ mạch của nó này. Đấy, được bắn chữ Akuza vào đây nhá. Đấy, và các bác có thể nhìn thấy này, trên cái mạch này, đấy, linh kiện rồi tụ tiếc các thứ nó khác hoàn toàn so với cả những cái dòng sạc rẻ tiền hiện nay trên thị trường các bác nhé. Đấy, thì với cái dòng sạc này thì nó cho ra tới 4A, có nghĩa là cái cục sạc này công suất của nó tương đương là 60W các bác nhé. Đấy, tương đương là 60W, rất là mạnh đấy. Đấy, với cái cục sạc này thì cục pin 4A các bác có thể sạc trong vòng khoảng 1 tiếng là đầy các bác nhé. Đấy, sạc trong vòng 1 tiếng là đầy với cục pin 4A. Đấy, các bác nhìn này, toàn bộ linh kiện này,
Đấy, siêu ngon luôn nhé. Đấy, hàng chính hãng của Akuza. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đây. Với cái dòng sản phẩm chính hãng của Akuza này sẽ có cái tem như thế này nhé. Đấy, và có cả tổng đài này bảo hành của Akuza Việt Nam. Đấy, 1900886613. Thì với cái dòng sản phẩm này thì Akuza sẽ bảo hành miễn phí trong cái thời gian là 3 tháng các bác nhé. Đấy, trong cái thời gian 3 tháng mà máy có trục trặc gì hay hoặc sạc có trục trặc gì đấy thì sẽ được bảo hành miễn phí trên toàn quốc nhé. Đấy, bảo hành miễn phí trên toàn quốc. Đấy, còn các bác có thể gọi trực tiếp đến cái số điện thoại này để xác thực hàng chính hãng của Akuza nhé. Đấy, thì cái cục sạc này thì hiện tại bên em mà đang bán là 250.000. Đấy, 250.000 bao ship về tận nhà cho các bác nhé. Đấy, và các bác lưu ý đó là cái dòng sản phẩm này là cái dòng sạc của nó lên tới là 4A. Đấy, 60W nhé. Đấy, tương đương là công suất sạc là 60W. Sạc một cục pin 4A. Đấy, chỉ trong vòng khoảng 1 tiếng đồng hồ là sẽ đầy nhé. Đấy, thì trên thực tế có thể là nó nhanh chậm hơn 1 tiếng. Đấy, nhưng mà thường thường là với công suất sạc của nó là như vậy các bác nhé. Đấy, đây là sản phẩm thứ nhất. Tiếp theo là em muốn giới thiệu đến toàn thể các bác, đây là cái cục pin 10 cell của Akuza. Đấy, pin 10 cell 21V 4A của Akuza nhé. Đấy, em đã tháo sẵn ra rồi. Đấy, các bác có thể nhìn thấy này, ở trên cái mạch của nó sẽ có 3 MOSFET này. Đấy, dòng xả của nó lên tới 65A. Đấy, thì với cục pin này các bác có thể chạy được máy mài máy cắt nhé. Đấy, và trên cục pin này các bác để ý đây, đây sẽ có đèn báo pin nhé. Đấy, sẽ có đèn báo pin. Đấy, nó thiết kế này rất là tiện các bác nhé. Đấy, chúng ta có thể xem được hiện tại giờ pin còn bao nhiêu phần trăm. Đấy, em lôi hẳn ra cho các bác tiện theo dõi này. Đấy, pin của Akuza nhé. Đấy, các bác nhìn này, 3,7V, 2000mAh. Đấy, tương đương với cục pin này là 4A. Đấy, pin 4A nhé. Và cục pin này thì giá của nó là 500.000. 500.000 bọn em bao ship về tận nhà nhé. Đấy, dòng sản phẩm chính hãng, cầm cái khối pin chính hãng nó sẽ nặng hơn rất nhiều. Đấy, cầm chắc tay hơn rất nhiều so với cả những dòng pin rẻ nhé. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đây. Con này thì các bác chạy máy khoan, máy cắt bê tông vô tư thoải mái quá nhé. Đấy, giá của nó là 500.000 bao ship về tận nhà. Đây, tiếp theo, đây là cái khối pin 15 cell của Akuza. Đấy, thì pin thì nó cũng giống như cái khối 10 cell, nó chỉ khác một cái là dung lượng của con này nó sẽ nhiều hơn. Nó sẽ là cục này nó sẽ là 6Ah các bác nhé, 6Ah 21V. Đấy, với cái cục pin này thì các bác là sử dụng máy mài máy cắt hoặc là máy khoan bê tông thì cứ gọi là thoải mái luôn các bác nhé. Đấy, cục pin này là 600.000. Đấy, bọn em sẽ bao ship về tận nhà. Đấy, thì đối với cái pin, đấy, đối với pin và sạc của Akuza thì hãng là sẽ bảo hành đấy là 3 tháng các bác nhé. Tất cả đều được hãng sẽ bảo hành 3 tháng. Đấy, mà nhưng mà riêng bên cửa hàng sẽ bảo hành thêm cho các bác 3 tháng nữa. Đấy, có nghĩa là khi mà các bác mua hàng đấy thì bọn em sẽ thêm cho các bác 3 tháng bảo hành nữa. Có nghĩa là sẽ được bảo hành là 6 tháng các bác nhé. Sẽ được bảo hành 6 tháng. Đấy, thì với cục pin 15 cell này thì giá của nó sẽ là 600.000 một cục. Đấy, bao ship về tận nhà cho các bác nhé. Các bác nhận hàng được kiểm tra hàng, test thử hàng thoải mái trước khi thanh toán. Đấy, thì với 3 cái mẫu sản phẩm này, đấy, thì em đã giới thiệu khá là chi tiết đến toàn thể các bác rồi. Đấy, thì các bác có nhu cầu đặt hàng thì các bác cứ alo trực tiếp cho em theo hai số điện thoại em để phía bên dưới màn hình các bác nhé. Vâng, một lần nữa em xin chào và cảm ơn toàn thể các bác. Hẹn gặp lại các bác ở các clip sau nhé.